Quá lâu rồi các bác ạ, em lại về được một lô micro K300, một thương hiệu đến từ Pro Audio. Con này thì hiện tại bây giờ nó đang sở hữu hai màn hình riêng biệt các bác nha. Và trên đầu thu bên phía tay trái, bên phía có chữ K300. Đó là một chiếc màn hình hiển thị tất cả các thông số. Ví dụ như là hiển thị về sóng AF, hiển thị 3 số, hiển thị 6 số. Và bên phía phải thì hiện nay nó đang sở hữu một chiếc màn hình. Nó sẽ có 4 chương trình kênh tích hợp ở đây các bác nhé. 1, 2, 3, 4. Đây, đây là những cái chương trình để tăng giảm cho cái tính năng ưu việt. Đấy, tăng giảm cho cái chương trình mà tất cả các bác chúng ta đã lưu kênh. Và con này của nó có một cái điểm đặc biệt hơn tất cả những dòng micro khác là đối với thương hiệu Pro Audio. Đấy, một thương hiệu đến từ Nhật Bản thì bao giờ cũng có đường kiểm âm. Đây chính là một trong những cái góc độ mà tất cả các bác chúng ta nên phân biệt được rằng con nào là Pro Audio và con nào nó là dòng micro khác. Đối với tay chân thì tất cả các bác chúng ta nhìn đây, đẹp hết nhá. Và tất cả nó đều sử dụng một cái dòng côn là S2000A, một dòng côn neo sử dụng cho những dòng micro chuyên nghiệp, những dòng micro đắt tiền. Và bộ micro này chắc chắn sẽ mang lại cho các bác một cảm giác là tiếng hay, bay, nhẹ và nó còn hơn những cái phần đỉnh cao, đó là cái phần chống hú, chống rít. Rất là tốt luôn các bác ạ. Và cho các bác xem qua về cái nội thất của nó để các bác cảm nhận thấy. Thì hiện nay, con này của nó đang có một cái vỉ này. Cái vỉ này của nó là vỉ là hỗ trợ chống hú, chống rít các bác nhé. Và lọc về chất lượng âm thanh. Đối với Pro Audio của Nhật thì bao giờ cái ruột của nó cũng là ruột màu đỏ. Đấy, đặc trưng luôn. Và được sản xuất bởi một cái thương hiệu âm thanh cực kỳ nổi tiếng của Đài Loan. SHUO575. Thì cái mã con này của nó là 15401. DXF. Còn đối với lại 15400 thì DXC đấy, là những cái mã đó là đều những cái mã cao cấp, hàng đắt tiền. Con này của nó thì chất âm của nó rất là tốt, sóng xa. Nó có chế độ GS tiết kiệm pin, có chế độ tự ngắt sau 3 giây. Thì đối với con này, nó là một cái thương hiệu đến từ Pro Audio. Đây, hai bên là căn chỉnh về cái độ nhạy này, về cái gain này. Và ở chỗ này, nó chính là cái hệ thống to nhỏ dành cho đường kiểm âm. Đấy, cái này còn là biểu tượng của tai nghe các bác nhá. Đấy, nếu các bác muốn cắm jack Canon thì nó sẽ ra hai bên. Còn nếu các bác mà cắm jack 6 ly thì nó sẽ ra hai tay mic luôn các bác ạ. Ra hai tay mic luôn. Ruột gan con này của nó còn mới cóng luôn các bác nhá. Nhìn chung như con này thì các bác có thể nhìn thấy à. Đấy, con K300 thì thiết kế của nó là thiết kế chuyên nghiệp. Các bác cảm giác là nó không giống một bộ micro nào cả. Nhưng mà giá của nó còn rẻ hơn cả một bộ mic chợ. Rẻ hơn cả một bộ micro nhái luôn. Đấy, đây là cái nút volume các bác này. Volume to nhỏ này, thấy chưa? Đây là một chiếc màn hình này chưa bóc xeo luôn này. Màn hình này của nó là tích hợp 4 chương trình khác nhau. Đấy, đây là đường kiểm âm, đây là nút nguồn và đây chính là một chiếc màn hình để tất cả các bác chúng ta theo dõi những thông số kỹ thuật của bộ micro này. Đấy, tay chân của nó thì em nói luôn là trong quá trình sử dụng các bác nhá. Đấy, thì anh em thợ cũng đã bỏ ra vệ sinh tút tát làm sao cho nó đẹp nhất có thể thôi. Đấy, dòng này thì các bác biết là anh em thợ đã độ lên dọ inox nhá. Dọ của nó là dọ màu đen. Đấy, mua một cặp dọ inox như thế này thì nó cũng rất là đắt tiền, không hề rẻ đâu. Cốt nó lên nhưng mà bọn em cũng không thu thêm được của các bác đồng nào cả. Đấy, mong rằng là chúng ta ủng hộ nhau là chính thôi. Còn dòng này của nó là dòng đuôi chuột, tất cả đều là côn neo S2000A, của nó là côn zin nguyên bản hết các bác nhá. Ruột gan của nó là dòng đuôi chuột các bác, dòng đuôi chuột. Và anh em ai mà đi làm show, đi làm sự kiện thì các bác có thể tắt chế độ tự ngắt. Thì khi mà các bác bật cái nút này lên thì nó sẽ hiển thị một cái khóa ở đây. Còn khi các bác muốn mà tắt nó đi thì các bác ấn giữ, đến bao giờ mất cái khóa các bác thả tay ra là nó sẽ bật chế độ tự ngắt lên. Đấy, tay chân của nó còn đẹp mút chỉ luôn các bác ạ. Và khi gửi đi cho các bác là sẽ có cả chống lăn, có cả chống sốc đầy đủ như thế này. Và tất cả anh em chúng ta biết rồi, đối với hàng chợ, đối với hàng rẻ tiền và đối với hàng bãi xịn thì chúng ta sẽ có một cái góc độ so sánh ở góc độ khách quan. Đấy, một bộ micro chợ thì giá của nó cũng vậy vậy thôi, nhưng đối với những bộ micro hãng thì giá mới của nó rất đắt đỏ, không hề rẻ. Chính vì vậy mà ở những phòng hát, ở những khu vui chơi giải trí, cũng như là những cái bar, cái sàn ở bên nước ngoài, người ta thường thường sử dụng những bộ micro này để áp dụng vào công việc. Mà trong khoảng thời gian người ta dùng 1, 2, 3 năm, đến cái kỳ hạn người ta thay đổi thì người ta sẽ bỏ ra. Chứ hoàn toàn là những cái bộ micro này còn vẫn còn hoạt động rất tốt. Các bác nhá. Và em Hiền xin phép là test tiếng để tất cả các bác chúng ta cùng nghe. Một bộ micro Pro Audio. Này, các bác nhìn không? Tay chân đẹp mút chỉ hợp kim nhôm. Đấy, các bác nhìn này, con này của nó chống hú, chống rít cực đỉnh các bác nhé. Tay micro em đang cầm sẵn đây, thấy không? Các bác nhìn thấy em đang cầm sẵn một tay micro, em đang cầm ở trước mặt đây, các bác nhìn thấy đúng là đang bật sẵn đúng không? Đó, trên màn hình này, các bác nhìn thấy. 6, 7,
Nói về cái cồn neo thì tiếng nó sắc, nó bén lắm các bác ạ. Rất sắc, rất bén. Đấy, chất lượng âm thanh cao. 67122 3456 67 alo 1 2 2 6 6 7. Các bác nghe thấy tiếng tốt không? Tiếng của nó rất là chi tiết đây. Tay micro để em đang cầm sẵn đây này. Đấy, dòng này của nó là có một cái vỉ để lá lọc tạp âm nha. Đấy, cho ra một chất âm hay và hỗ trợ chống hú chống tít. Và đây chính là cái điểm đặc biệt của micro Nhật, nó là như vậy các bác ạ. Và với con K300, đấy, một thương hiệu đến từ Pro Audio thì các bác biết rồi. Đối với loa, đối với đẩy, đối với vang của nó thì nó cũng rất là đắt đỏ. Nó thiết kế theo cái công nghệ và tiêu chuẩn của Nhật. Còn đối với con K300 của UHF Pro Audio này thì nó là một cái phiên bản truyền thống chuyên sử dụng cho phòng hát và gia đình. À, nếu mà các bác có thể áp dụng đi làm tiệc cưới, đi làm các chương trình sự kiện vừa và nhỏ vẫn cứ ok, bởi vì chất âm của nó ra rất là sắc, bén và nét lắm không ạ. 67 12 67 12 34 56 67. Đấy, em đang bị viêm họng cho nên là cái chất lượng âm thanh khi mà phát ra thì nó cũng không được đẹp. Rồi ok, và cũng chỉ cần giới thiệu là như vậy thôi. Đấy, một bộ micro nó đẹp như thế này các bác nhá. Đấy, K300, một thương hiệu đến từ Pro Audio. Đấy, trước khi gửi đi là lau chùi vệ sinh sạch sẽ nhá. Đấy, có chế độ GS, có chế độ tự ngắt sau 3 giây. Và hiện nay, đấy, tay chân nó đẹp như thế này, em chỉ để cho các bác với giá là 1.450.000 đồng thôi. Tất cả các bác ai nhanh tay nhanh chân, các bác lấy luôn cho em Hiền lô này. Đấy, chỉ có tầm khoảng 9 cho đến 10 bộ thôi các bác nhá. Số lượng không có nhiều, tháo từ phòng hát ra. Anh em ai thật sự quan tâm, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0936 118 558. Đấy, số điện thoại này có cả Zalo luôn. Đấy, cảm ơn tất cả các bác đã xem video và nhớ tặng em Hiền xin một like, một đăng ký kênh. Xin chào.